À các bạn, sáng nay trường đại học Anh Quốc Việt Nam tại khu đô thị thương mại Eco Park, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ lưu giữ thư gửi sinh viên Việt Nam. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Anh Quốc tại Việt Nam, huân tước David Nam đặc sứ văn hóa của Thủ tướng Anh lưu giữ thư gửi sinh viên là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc là nét đẹp văn hóa truyền thống của nền giáo dục anh quốc nhằm lưu giữ những thông điệp những tâm tư suy nghĩ những chân trở tâm huyết của những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội để chuyển đến các thế hệ chủ nhân của tương lai qua đó khuyến khích động viên các thế hệ trẻ không ngừng phấn đấu học tập thành tài đóng góp xây dựng đất nước Trường Đại học Anh Quốc có mặt tại Việt Nam từ năm 2009 hiện đang mở rộng trên diện tích 6,5 ha trong khuôn viên đô thị EcoBuck, huyện Văn Giang. Với quy mô 7.000 sinh viên với các ngành học như tài chính, ngân hàng, du lịch, kinh doanh quốc tế và kế toán, dự kiến năm học 2017 sẽ hoàn thành. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong thời gian qua và tin tưởng trường phát huy tốt truyền thống đào tạo của trường đứng top 5 của Anh quốc, đạt đẳng cấp và tiêu chuẩn quốc tế, hy vọng đây sẽ là địa chỉ tin cậy tìm đến của các sinh viên Việt Nam cũng như nước ngoài. Về phía tỉnh, đồng chí cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường sớm đi vào hoạt động, đồng thời yêu cầu nhà trường để mạnh thi công để hoàn thành đúng tiến độ đi vào hoạt động đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà nói riêng và trong cả nước nói chung